Xin được kính chào ông bà anh chị em và đặc biệt các em thiếu nhi sẽ sửa soạn tâm lòng của chúng ta để bước vào lễ Giáng sinh của năm 2016, và chúng ta trao chúc cho nhau một tràng pháo tay để bắt đầu đêm thử nghiệm ngày hôm nay. Chúa đã mặc khải cho chúng ta về giá trị và ý nghĩa của gia đình. Thiên Chúa không phải là một, nhưng là ba, như một gia đình. Ngài đã đến thế gian để dạy cho chúng ta về ý nghĩa của gia đình. Từ thuở ban sơ, Thiên Chúa đã tạo dựng nên một gia đình hoàn hảo. Nhưng con người đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình khi không biết yêu thương lẫn nhau. Thiên Chúa đã cho ngôi hai xuống thế làm người để giúp chúng ta hàn gắn lại những đổ vỡ đó. Đoàn Thanh Thiếu Niên Salesian chúng con xin gửi đến quý cha, quý sư, quý thầy và quý cộng đoàn hoạt cảnh về gia đình là một nhịp cầu nối từ những bài học từ trong Cựu Ước đến những bài học trong thời đại ngày hôm nay. Con người đã tự phá vỡ thiên đường hạnh phúc của mình khi không biết hiệp nhất cùng nhau cộng tác chung xây dựng cuộc sống gia đình. Từ thời Cựu Ước xa xưa đã có thảm cảnh anh chị em ruột thịt không biết yêu thương thuận hòa nhưng lại ganh ghét đố kỵ đến nỗi giết nhau, như chuyện Ca-in giết A-beo, chuyện các anh Joseph âm mưu giết em rồi bán em sang Ai Cập. Thank you.
Yahvê, đã đến giờ sửa soạn lễ vật toàn thiêu cho Yahvê Thiên Chúa. Các con có gì hãy đem lại đây nào. Cái ông già làm gì, chỉ ngồi không cả ngày rồi bây giờ đòi lễ vật. Ta phải giằng nắng cả ngày vất vả đến cháy cả lưng, lại phải đem lễ vật cúng. Thưa cha, con có lễ vật đây. Này thì lễ vật. Cảm ơn các con. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, sẽ chứng giám lòng thành của các con. Nào chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, xin thương nhận của lễ khiêm hạ chúng con dâng. Nguyện xin của lễ chúng con dâng được đẹp lòng Chúa. Chúa không nhận lễ vật của ta. Cain, tại sao con tức giận? Tại sao mặt mày con ủ rũ như vậy? Nếu con đã làm điều phải, thì tại sao con lại không được chấp nhận? Nhưng nếu con đã làm điều không phải, thì tội lỗi đang rình rập con ngay trước cửa. Tội lỗi đang muốn chiếm đoạt con, nhưng con phải chiến thắng nó. Trong nhiều gia đình có cha mẹ lớn tuổi, con cái chỉ lo đi làm kiếm tiền mà bỏ quên lòng hiếu thảo và bổn phận chăm sóc cha mẹ. Chào các bạn. Các bạn ăn có ngon không? Mấy món này nhìn có vẻ ngon đó nhỉ.
Con nghe người ta nói ba đến ăn ở quán Từ Tâm, có thật vậy không? À có, ba có đến đó ăn cơm chung với anh em cho vui. Tại sao ba lại làm như vậy? Ba biết không, con đưa tiền cho ba mà. Ba đến đó ăn làm mất thể diện của con. Người ta nói này, con nhà giàu mà để ba vào đó ăn quán từ thiện. Ồ, ba xin lỗi con, tại vì... Thôi, từ nay ba đừng đến đó ăn nữa. Trễ giờ rồi, con phải đi học đấy.
thiếu tình yêu, con người đau khổ sống trong bất hạnh trầm luân. Nhưng dù con người yếu đuối lỗi lầm, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi họ. Ngài đã gửi chính con một mình để đem đến ánh sáng qua lời dạy dỗ. Ô cha Minh, cha đang thăm ba con thì thấy ba bị mệt nên cha đã vội mời bác sĩ đến đây. Ôi may quá, đúng là Chúa gửi cha và bác sĩ đến cho con. Cha ơi, xin cha cầu nguyện cho ba con qua khỏi nhé. Trời ơi, ba con đau nhiều vậy mà con không hay biết gì hết. Sao con có thể vô tình như vậy? Cha con mình hãy cầu nguyện cho ba con nhé. Ôi cảm ơn Chúa, cảm ơn bác sĩ. Ba tỉnh lại rồi nè. Ba ơi, con xin lỗi ba đã không dành thời giờ cho ba và không chăm sóc ba. Ba đã luôn nghĩ đến con, mà con thì chẳng nghĩ gì đến ba cả. Thì giờ trở đi con sẽ ở nhà với ba nhiều hơn. Cảm ơn ba đã dùng tiền của con để làm một việc rất ý nghĩa. Ngày mai cha con mình sẽ ra quán Từ Tông ăn cơm nhé. Con sẽ rất hạnh diện để nói cho mọi người biết tấm lòng quảng đại của ba. Cảm ơn con. Cảm ơn cha. Đúng là Chúa đã gửi cha đến với gia đình con để cứu sống con và đem lại ánh sáng yêu thương cho chúng con. Thank you.